Em Minh chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Em quay cho mọi người xem cái màu thực tế của Gian Talon 4. Bánh này là bánh 29 mọi người. Bánh 29 Talon 4 2024 nha mọi người. Thì xe SCM và đặc biệt là mẫu này niêm yết ở mức giá là 11.790. Thì em đang trong cái gói được công ty Gian người ta đề nghị là chiết khấu 25%, thì em chiết khấu lại cho mọi người là 15% nhé, em lấy lời 10%. Thì nếu mà 11.790 nhân 0.85, cái con sen này chỉ có tầm khoảng là 10.1 triệu thôi, 10.1 triệu là đến tay mọi người, thì mọi người cùng tham khảo với em nhé. 10.100 thế thì là rẻ bao nhiêu? Rẻ được 1.8 triệu à? 1.7 triệu à? Rồi, giá cực kỳ tốt mọi người, có 10.100 thôi. Nhưng mà số lượng thì ít lắm, số lượng em lấy thì mỗi thứ nó được có một hai xe mẫu thôi. Em quay lên cho mọi người để xem cái màu thực tế để mọi người nếu có nhu cầu mọi người lựa chọn nhé. Nếu mà muốn mua được mức giá tốt như này thì mọi người liên hệ sớm qua số của em 0706198999. Quà tặng đây, quà tặng em tặng là hết tháng 12 là quà như này nhé mọi người nhé. Còn qua tháng 12, hết tháng 12 rồi thì em sẽ không tặng quà như này nữa. Xe này mọi người cùng tham khảo cùng với em, giá chỉ có hơn 10 triệu đó, 10.100 triệu. Cực kỳ là tốt, là có xe Gian Talon đi rồi. Bánh 29, vỏ Kenda này thì hông nó tầm khoảng là 2.2. Hông này thì tầm khoảng 2.2, đúng rồi mọi người, 700 nhân 2.2 này. Rồi vỏ Kenda này, phuộc Santur, phuộc 29, phuộc Santur 29, không có khóa phuộc. Cứ Santur là được, Santur là đẹp mọi người. Hàng Đài Loan xịn sò luôn. Tay thắng là tay thắng cơ, đĩa cơ trước sau. Đĩa cơ. Tay đề thì tay đề rời. Con này 7 lít thôi. Tay đề Shimano. Tay đề rời 7 lít. 7 lít này. Hai đĩa, bọn này toàn chạy hai đĩa thôi. Talon toàn chạy hai đĩa thôi. Hai đĩa. Cái màu này thì là màu này là màu gì? Đen bóng và màu tem của nó là tem màu vàng cát mọi người. Tem màu vàng cát, như vàng của cát này. Đấy. Tem màu vàng cát nhé. Chiếc này giò dĩa là giò dĩa nhôm của Pro-L thôi. Giá rẻ mà có hơn 10 triệu một tí, coi như 10 triệu đi. Gạt đĩa này là gạt đĩa của Antut. Gạt đĩa Antut. Sên này, sên KMC được ok. Rồi cùi đề lip là Tunay. Cùi đề lip là Shimano Tunay. Có 7 lip thôi. Con này là 7 lip nhé mọi người nhé. Lip cũng được là lip Shimano, cũng được lip thả luôn. Shimano. Được lip thả. Shimano 7. Cấu hình ổn định ở mức vừa vừa phải phải thôi. Nhưng mà giá quá rẻ mà được cái không gian niền Gian rồi vỏ cũng là vỏ Gian. Kenda thì làm nó ra, nó đặt là của bên Kenda mà. Dáng Talon thì đẹp, ngầu. Màu sắc sơn thì cực kỳ là đẹp rồi, không thể nào đỏ được với sơn của Gian rồi. Giá cả em bán chiếc này là đang rất hợp lý mọi người, có 10.100 triệu thôi. Số lượng thì cực kỳ ít mọi người. Mọi người mua thì nhanh tay liên hệ nhé. Còn ví dụ như là đang giá này em rẻ được 1.700.000 chẳng hạn, thì nếu mà chiếc sau hết chiết khấu 15% rồi thì còn rẻ được tầm khoảng 1 triệu hoặc là 700 gì đấy, thì mọi người có thể liên hệ cụ thể. Còn đâu mà chiếc em đang ở cửa hàng thời điểm này thì là được chiết khấu 15% đấy mọi người, giá cực kỳ tốt, 10.100 triệu thôi. Mọi người ghé 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Quà tặng em tặng full quà. Đấy. Talon 4, bánh 29. Nó chỉ có một màu này thôi, màu đen, tem vàng cát. Khá là hợp lý mọi người. Mua Gian chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi là được Talon rồi. Rồi, mọi người liên hệ qua số của em để đặt hàng nhé. 070-619-8999. Em cảm ơn mọi người.